Rồi, đầu tiên xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá tầm tổ quốc. Hôm nay tục lên ra một clip gồm 22 cần câu nha anh em. Thì 22 cần câu này là 22 cần câu kỵ nhật chất liệu carbon. Thì hàng này là hàng chuyên cho anh em đánh gần, câu lô, đánh lóc. Thì có độ cứng từ tầm khoảng tận L đến H nha anh em. Đa phần là từ MH nhiều. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chính hình tống, hàng lỗng không đóng clip em lên đó, em sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Mình khám bảo. Thì cái thứ nhất em lên mọi người là một cây cần Ryobi. Thì cây này còn túi còn hộp luôn, còn sách hướng dẫn luôn. Đó. Túi hộp đầy đủ. Thì cái này một cây Ryobi, thành phần carbon của nó là 98%. Đó, rất là nhiều luôn anh em. Cây này dài là 3m69 nha anh em, 3m69, thu gọn là 1m28. Thì cái này đọt là 1 ly 6. Gốc là 17.4. Cây này 3 khúc nha anh em, 3 khúc. Nặng là 330 g, nó tải mồi từ 7 đến 28 g anh em. Cái này anh em lua gần đánh nháy hơi, hoặc anh em có thể câu câu chép cũng được, dạng câu chép dịch vụ anh em. Rất là phê luôn. Đây, đánh gần. 3m69 anh em. Thành phần carbon nó nhiều nên sắn rất là gõ luôn mọi người. Đó. Nhẹ nó. Đây. Rất là đẹp nha. Phen là phen xít nha, phen xít. Bát này cực kỳ đẹp rồi. Đây, tí em soi kỹ bát cho anh em xem. Carbon hai da nha mọi người. Đó, sẵn rất là đẹp luôn. Phen là phen xít thích nha, phen xít thích. Cần mới cứng luôn nhá. Thì thông số thì em cũng đã đọc lúc đầu rồi. Đó, em soi ngoại hình cho anh em xem. Càng sắn bao đẹp nhanh nè, phen thì bao ok kìa. Đó. Thì bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước luôn á. Đó. Đó, có nào lỗi thì anh em báo em nhận lại hết. Bát nó đây. Đó. Bát nó cực kỳ đẹp luôn nè, bát trong máy. Cán 3 khúc. Rồi, giá công khai cây số 1, giá là 2 triệu 5 nha anh em. 2 triệu 5 cộng ship cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 em lên cho mọi người một cây hàng khá là thương hiệu, một cây cần của Shimano. Đây nè, cây một cây Shimano. Đó, thì cây này dạng đánh chép đây. Đó, đánh chép lua gần. Thì anh em lua mồi nhỏ, nhẹ. Đó. Thì cây này dài 3m3. Thì cây này dài 3m3 nha nè, dài 3m3. 3 khúc, phen là phen xít hết nha mọi người, phen xít hết luôn. Đây, rất là đẹp luôn. Cái này qua đây dễ thôi. Chất liệu carbon. Phen xít. Bát là bát Fuji nha em, bát Fuji Shimano đời cao. Tem nó đây. Đó. Thì cái này dài 3m3, nó tải mồi từ 7 đến 15 g nha anh em. Tải mồi từ 7 đến 15 g. Tải khá là nhẹ luôn. Đó, anh em đánh gần, câu chép thì khỏi chơi rồi. Đó. Rất là đẹp, phen xít hết. Thì cái này nặng là 200 g, đọt 1 ly 3, dài 3m3, tải mồi từ 7 đến 15 g thôi nha anh em. Tải dây từ 6 đến 12 14 lb. Rồi, giá cây số 2, giá là 1 triệu 8 nha. Thì loại này anh em câu chép dịch vụ nè, đánh gần, đó, đánh màu nhẹ thôi. Rất là ok nha. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người một cây cần của Gamakatsu. Đây, bắt đầu vô lò phen, nhìn là rất là ngầu luôn nha nè. Phen Fuji nha, loại ship. Nè, Gamakatsu, bát Fuji. Đây, cần xước cái này tế do quá trình vận chuyển nè, nó dính keo quá nha, không ảnh hưởng gì. Phen Fuji loại xít nha, bộ Fuji chống sắn. Ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Đó. Cái này anh em có thể đánh lóc, đánh gần và đánh nháy hơi với mọi người, đánh nháy hơi. Cái này dài 2m7, độ cứng là độ cứng M nha anh em. 2m7 độ cứng M, minimum. Gamakatsu. Thì cái này nó tải mồi từ 7 đến 32 g, tải dây bè từ 0.8 đến 1.5, tải dây lai từ 6 đến 12 lb.
Thì cây gamma cao su này được sản xuất tại China nha mọi người. Đây, made China, mã code đầy đủ nha. Đó, thông số đầy đủ. Đây, nó đây. Thì chất lượng phôi thì khỏi bàn, đó. Chất lượng phôi gamma khỏi bàn, rất là ok nha. Anh em có thể câu nháy hơi. Cái này câu dạng đa năng luôn, câu gần cũng được. Thì cái này nặng là 145 g, đọt là 2, đọt là 1.7, dài là 2.7. Đây, thông số tải mồi. Bia. Rồi, giá cây số 3, giá là 2 triệu nha anh em. Cây số 3, giá công khai là 2 triệu. Tiếp theo cây số 4. Thì cây số 4 thì loại này em bán khá là nhiều luôn á. Thì clip trước em cũng lên một cây, hai khúc. Clip này được một cây 3 khúc nè, rất là ok luôn. Thì cây số 4 lên cho mọi người là một cây gamma cao su. Thì dòng gamma cao su này dòng nội địa nha anh em, gamma cao su mã có đầy đủ nha. Thì cây này dài 3m3, độ cứng là độ cứng M, nó tải mồi từ 15 đến 35 g, tải dây từ 6 đến 14 lb. Cây này một cây 3 khúc, phen là phen xít hết luôn, carbon là carbon sắn tiếp, buộc chống sắn đây, carbon đấy mọi người, rất là đẹp luôn. Dạng này anh em câu nhái hơi nè, đánh cá chép nè, câu gần đó, rất là ok nha, đẹp khỏi chê rồi đó. Đánh chép dịch vụ cũng rất là ok luôn. Khen đề ba nữa đây đó. Khen chết. Thì anh em cần báo em chụp hình cận cảnh lên nha anh em nè. Mấy cái này em chụp cận cảnh lên cho anh em xem. Thì cái này nặng là 190 g, đọt 2 ly, dài 3m3, tải mồi đây. Đó, thông số tải mồi từ 15 đến 35 g. Rồi, giá công khai cây số 4 giá là 3.5 triệu nha anh em. 3.5 triệu cho cây số 4, hàng bao chắc luôn. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người là một cây Shimano. Thì dòng Shimano này dòng đời cao rồi đó. Một Shimano ARC, đó, ARC, game ARC. Thì dòng Shimano là dòng cao cấp nha anh em. Cán này, cán lính, phen là phen xít, phôi là phôi sắn caro, sắn ít. Đây nè, bát này, bát Pussy. Thì cây dòng này dòng được sản xuất tại Malaysia, tại Indo nha anh em, Indonesia. Dòng đời cao. Đây, đây cái khớp mà để nối với nhau á. Đây, nó làm carbon dày lên đây, dày cui lên. Rất là chắc luôn. Bao đẹp. Thì cái này dài 3 dài 2m, 2m88 nha anh em, dài 2m88. Nặng là 205 g, đọt 1.6. Thì cái này tải mồi từ 8 đến 42 g. Thì 42 g thì anh em có thể đánh nháy hơi, nháy thiệt được luôn, rất là vô tư luôn nha. Tải dây từ 8 đến 20 lb. Tải bê thì nó tải bê từ 0.8 đến bê số 3 nha anh em, từ 0.8 đến số 3. Rồi, giá cây số 5, giá là 4 triệu nha anh em. 4 triệu cho cây số 5, rất là chắc luôn. Thôi, bao ok. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người vẫn là một cây cần ARC của Shimano. Đây, coi nó quăng quậy, coi nó sắn ít, toàn thân luôn. Đó. Cán lính. Sắn khỏi chê đâu được. Phen là phen xít đó nha nè, phen xít Pussy. Được sản xuất tại Indo, mã code đầy đủ đó. Thông số thì nó vẫn giống như cây số 5 thôi, bằng nhau, như nhau luôn. Được cái này nó là phen khác, phen dẫn khác. Soi phen hai cây cho anh em xem đó. Độ mới thì như nhau nha anh em, rất là chắc luôn. Phen chỉ ok hết nha anh em, không lỗi lầm. Thì vẫn vậy, cái này nặng là 205 g, đọt là 1.6, dài 2m88, tải mồi từ 8 đến 42 g, tải dây từ 0.8 đến 20 lb.
Đó. Đây nè, cái khác nhau bộ phiên dẫn đây. Đó. Bộ phiên dẫn chân cao một bộ văn dẫn chân cao đây. Đó. Khác nhau, vẫn là phiên ba chân nhé. À, thì bộ này thì nó là cho trước tí đây. Đó. Cho anh em hai đọc đó. Đó. Cùng thông số, cùng độ dài hết, cùng mã code luôn, nó khác như bộ phen nè thôi. Đó. Thì giá vẫn ngắn nhau thôi, anh em nào thích cao tí thì đánh cây kia. Thì cây số 6 giá là 4 triệu nha anh em, 4 triệu cây số 6. Khá là chắc. Tiếp theo cây số 7, thì cây số 7 lên cho mọi người một cây cần ban. Thì cây ban này còn tủ nha anh em. À, nội địa nha, dòng ban này dòng nội địa, dòng này đánh cực kỳ chắc luôn. À, Japan. À, phen vẫn là phen ca, phen chân cao. À, đây nè. Ngoại hình cái này rất là mới cứng luôn nha nè, mới cứng luôn, ra tầm hạng 93% nha. À, rất là mới, một cái ban nội địa Nhật. Đây, nó có xuất sắc cái này tí nè. À. Đây, phen đó đây. À. Phen xít như nè, phen xít chân cao, phen này phen 30. Phen 30 mà cũng rất là bự nha mọi người. Nóng tài. Bù xít như nè, bù xít, bù nguyên xin nha. Ngoại hình mới sạch sẽ, có túi luôn. Phen Fuxi xít, bát Fuxi. Loại này anh em đánh lóc, nó nhát thiệt nhé, hơi vô tư. Cái này độ cứng chỉ có M thôi nha nè, độ cứng M. À, nên em có thể đánh hai loại nháy vô tư, không sợ cứng quá mà cũng không mềm quá. Phen thì bao chắc rồi. Thì cái này nặng là 230g, đọt 2 ly 5, dài 2m88, tải mồi từ 10.5g đến 35g, tải dây từ 10 đến 20 lb. Giá công khai số 7 giá là 3.3 nha nè, 3.3 cộng ship cây số 7. Tiếp theo cây số 8, thì cây số 8 lên cho người quẳng một cây cần ban. Nè, Japan nhé. Phen vẫn là phen cao nha này, phen xít phen cao, ngoại hình cũng rất là sạch sẽ đẹp nha mọi người. Bát Fuxi thì cây này dài chỉ có 2m58 nha nè, dài 2m58, tem mã có đầy đủ nha. Bàn nè, phen nó đây à, vẫn rất là bự nha. À, để nó tay cãi vô cho anh em xem. Bu vẫn là bu xít, ngoại hình không có xước sát gì nhiều hết, rất là đẹp luôn. Đầu cứng vẫn là đầu cứng M, thích hợp cho anh em không nhé, thiệt cái hơi. Rất là ok luôn, đánh lóc, câu gần, đánh chẽm. Thì cây này nặng là 208g thôi, đọt 2 ly 3, dài 2m58, tải mồi từ 10.5g đến 35g, tải dây từ 10 đến 20 lb. Rồi, giá công khai cái số 8 giá là 2.6 nha anh em, 2.6 với cây số 8. Tiếp theo cây số 9, thì cây số 9 em lên cho mọi người một cây tem riêu. Thì lần trước em cũng lên cây giống như thế này luôn đó. Cái tem riêu nha nè, phen là phen ship nè, bát Fuxi. Thì dòng tem riêu này dòng của Nhật nha mọi người, made in Japan. Đó, tem riêu. Thì cái này dài là 2m58 nha nè, dài 2m58, độ cứng ML, tải mồi từ 12 đến 35g, tải dài từ 8 đến 16 lb. Đó, tem riêu rất là đẹp luôn, chất liệu carbon đây, phen nó đây. Đó. Là phen đề ba, phen chân cao nha em, rất là bự luôn nhé. Buồn chống sắn đây, buồn chống sắn, dòng này dòng cao cấp đây, thợ chê hàng loại đẹp, rất là đẹp nhanh nè, thiết xác rất là ít luôn. Đó. Cái này lần trước bán về anh em Long An đánh lóc, giờ đánh lóc mà vừa câu cá chê luôn. Đó, rất là phê luôn á. Anh em có thể đánh nhé, hơi nhé thiệt được luôn, tải từ 35g ok rồi. Thì cái này nặng 180g, đọt 1 ly 7 nha anh em, đọt 1 ly 7. Dài là 2m58, tải mồi từ 12 đến 35g, tải dây từ 8 đến 16 lb. Giá công khai cái số 9, giá quán 2.5 nha anh em, 2.5 bằng giá như clip trước. Tiếp theo cây số 10, thì cây số 10 lên cho mọi người một cây cần của Daiko. Thì dòng Daiko này một dòng cần Daiko hàng xích gòn nha anh em, xích gòn đó. Daiko
Thì cái nai cô này một cái nai cô nội địa nha anh em, cái nai cô nội địa dài là 3 mét anh em, phen xích gòn. Thì phen mấy cây phen này á, là em đi keo là hết nha mọi người, đi keo là hết nè, đó đi keo hết nguyên cây luôn á. Thì do phen nó lâu á, nó bị gỉ keo á, gỉ keo với chốc cái dạng chốc chỉ á, thôi đi keo là hết cho anh em luôn đó. Bát vẫn là bát Fuji, phôi phôi carbon sẵn nè, đó. Đây, đó, đi keo lại hết nè, đó. Cần sao em nói anh em vậy thôi, đó. Phen vẫn là chắc ok nha anh em, phen rất là chắc nha, phen gòn nha, phen gòn, lỗ xít, bu vẫn vậy luôn, bu đi keo lại luôn, đó. Bu vẫn là bu gòn lỗ xít, carbon sẵn, đó. Ngoại hình còn rất là ok nha anh em, không lỗi lầm gì đâu, đó. Cần có đi keo đi chỉ lại thì báo anh em đi keo đi chỉ lại thôi. Đó. Thì này cây này vẫn là nội địa nha anh em, Japan. Thì cái này nặng là 285 g, đọt là 3 ly, đọt là 2 ly, đọt 2 ly 4 nha anh em. Đó, dài 3 mét. Thì cái này tải mồi từ 10.5 g 42 g, độ cứng M. Đó, độ cứng này đến lóc mình khỏi chơi. Đây, test đọt cho anh em luôn. Đó. Tải dây từ 10 đến 20 là B, giá công khai cây số 10, giá là 2 triệu nha nè, 2 triệu cộng ship cây số 10. Tiếp theo cây số mùa 1, cây số mùa 1 lên cho mọi người một cây cần đai cô. Thì cây này vẫn em vẫn đi keo lại nha anh em, đó, đi keo lại. Nhưng mà được cái cây số 11 này là một cây cần hàng cứng cho anh em cầu lóc, có thể đi U Minh đó. Đi U Minh chầm chim đánh gần dạng này, độ cứng H nha nè, độ cứng H, bu xít mô chày nè, đó carbon vẫn là carbon sẵn nè. Mấy phôi đai cô này khỏi chê rồi, khỏi chê rồi, chất lượng. Rất là đẹp nha anh em, đai cô đây anh em, đó, keo chỉ đi lại hết nha. Thì cây đây cô này dài 3 mét, độ cứng là độ cứng hắc nha nè, độ cứng hắc, đánh nhái thiệt là vô tư, đánh nhái thiệt xong rất lừng là vô tư. Thì cái này nặng là 300 g, đọt là 2 ly 6, dài 3 mét. Thì cái này tải mồi từ 14 đến 56 g, tải dây từ 16 đến 30 lb, giá công khai cây số 11, giá là 2,5 triệu nha nè, 2,5 triệu cây số 11. Tiếp theo cây số 12, thì cái số 12 lên cho người vẫn một cây cần lua nội địa Japan. Đây phen là phen xít nha, phen xít chân chân đen đó. Bát là bát Fuji, đây tên của nó đây, Felix. Thì cây này độ cứng M nha anh em, độ cứng M, phen đề 3 là 40. Đó, phen 40. Rất là bự luôn, Fuji 40. Đó. Bu vẫn là bu môi chè nè, bu xít môi chè. Thì ngoại hình cây này có xước xác nha mọi người, ngoại hình xước xác đi tì đây. Đó. Độ cứng cái này chỉ có M thôi nha anh em, độ cứng M, được cái bộ phen sắt, bộ phen nó chắc, cái phôi nó rất độ ok luôn. Tem đầy đủ nha, đây, xước xác đây, đó. Chúng không ảnh hưởng gì đâu, nó chỉ xước xác mà da thôi. Thì cái này dài là 2 mét, dài cái này dài là 3m24 nha nè, 3m24, nặng là 310 g, đọt 2 ly. Thì cái này tải mồi từ 10 đến 45 g, độ cứng tương đương với M, tải dây từ 8 đến 20 lb, giá công khai cây số 12, giá là 2 triệu nha nè, 2 triệu cây số 12, khá là chắc nha. Đó, phân xít rất là ok nha. Em lên cho mọi người cái tiếp theo, cái số 13 nha anh em. Thì tất cả những dòng còn lại, dòng cần của Myograph, trừ cây cuối cùng thôi, cây cuối cùng là của Daiwa. Thì cây cuối cùng là khách gỡ thanh lý nha mọi người. Đó. Thì em lên cho mọi người là một cây Myograph Cortez. Thì cái này dài là 2m82 nha anh em, dài 2m82. Đọt của nó là 1 ly 9 nha nè, đọt 1 ly 9, nặng 178 g, khá là nhẹ luôn. Thì cái này tải mồi từ 15 đến 40 g, tải dây từ 0.6 đến 10 lần,
0.6 đến 1.5 PE nha anh em. Đó, fan là fan Fusica. Đó, fan Fusica. Cảm ơn rồi, sau cho anh em xem. Thì đời này là một đời cao nha anh em, dòng cần đời cao. Bát là bát Fusi, fan là fan Fusi. Thì dòng cần may do rap á, một là Việt Nam sản xuất, hai là China sản xuất thôi, chứ không có dòng nội địa nha mọi người. Xuất thì xuất cho riêng thị trường Nhật thì có. Đó. Thì cái này em đảm bảo với anh em 100% này em lấy từ thị trường Nhật về. Đó, bu chống sắn. Ngoại hình tương đối đẹp nha anh em, ngoại hình tương đối đẹp. Phôi là phôi đây, carbon sắn nè. Đó, khỏi chê. Rất là mới luôn, cần ngoại hình còn rất là mới luôn. Thì fan nó đây, đó. Có một số anh em chê fan này fan nhỏ nhưng thực sự là đánh dây đúng thông số kỹ thuật nó thì ra dây vô tư nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cây số 13, giá là 2.6 nha mọi người. 2.6 cây số 13. Tiếp theo cây số 14 thì cây số 14 lên cho mọi người vẫn là một cây dòng cần của Cortex. Anh em Cortex. Dòng cần mã do gấp. Thì đời này một đời cần fan bớm nha anh em, fan bớm. Đây. Đó. Những cây còn lại là fan ca hết. Đây nè, fan bớm nha anh em, fan Fusi bớm. Ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Đó. Thì cái này được độ cái gốc nha mọi người. Đây nè. Gốc Fusi nha. Thường thì gốc nó là sẽ là như thế này. Đó. Cây này được độ cái gốc bên này. Đó. Fusi nha. Đây, fan là fan xích nha anh em, xích bớm còn rất là mới luôn nè. Soi kỹ cho anh em xem luôn á. Rồi rất là mới luôn. Bát Fusi phần chip rất là mới nha mọi người. Đó, khỏi chê ta được. Thì loại này thì cho anh em chia cho anh em câu lóc nha anh em, câu lóc đánh giá thiệt. Đó, nhá thiệt nhá hơi thoải mái vì cái này độ cứng mờ, nó cũng không quá cứng cũng không quá mềm, nó nằm giữa giữa mấy năm. Rất là mới luôn nha anh em, bao mới nha. Thì cái này ngoại hình em bao anh em là 93% á. Anh em về kiểm tra mà thấy nó lỗi mà không có giống như clip thì anh em trả qua cho em. Đó. Thì cái này dài là 2m88, đọt là 2.1 ly, nặng là 257g. Giá công khai cây số 14, giá là 1 triệu, giá là 2.5 triệu nha anh em. 2.5 triệu cây số 14. Thì cái này nó tải mồi từ 15 đến 42g, tải dây từ 8 đến 20 dB. Đó, mai rắp rất là mới luôn, rất là ok. Khỏi chơi, keo chỉ được, bao ok hết, bao zin. Trừ cái đích thôi, đích thì độ em nói anh em độ vậy. Tiếp theo lên cho mọi người cây số 15 nha anh em. Đây, cây số 15 một cây cần co thép. Thì cây này là một cây fan ca nha anh em. Đó, một cây fan bóng, một cây fan ca. Rất là ok nha anh em, fan ca loại xít nha. Đó. Những cây đời này á, fan xít nó cực kỳ dày luôn nha anh em. Đó. Fusi, bát Fusi. Nha anh em, xít nó cực kỳ dày nha. Đó. Rất là ok luôn. Fan ca nha anh em, fan ca Fusi. Đó. Bù chống sắn nha anh em, bù chống sắn. Thì ngoại hình còn rất là ok nè. Đó. Có fan này bị rỉ một tí chân fan nè, nhưng mà không sao nha anh em, rất là chắc nha. Bao ok với anh em luôn. Đó. Anh em về lép nhất thôi, nhúc nhích thì anh em trả về cho em. Đó, nhận lại hết. Trong cây nào nó nhúc nhích thì em đi keo lại hết cho anh em cho. Rất là đẹp nha anh em. Thì cây này độ cứng vẫn là độ cứng M nha anh em. Độ cứng M. Thì độ cứng M này thì anh em có thể đánh nhá thiệt nhá hơi được. Rất là ok nha. Đánh lóc. Đó. Săn hàng. Dạng này chưa cứng quá đi được gọi là săn hàng nhưng mà câu rất là ok nha mọi người. Đó. Thì cái này nặng là 200g, dài là 2m88, đọt là 2 ly. Thì cái này tải mồi từ 1. Tải mồi từ 15 đến 42g, tải cho từ 8 đến 20 lb. Tải bè của nó, bè đánh từ bè số 1 đến bè 2.5 nha anh em. Rồi, giá cây số 15, giá quán 2.5 triệu nha anh em. Đó, còn tuổi. Tiếp theo là cây số 16 nha mọi người nha. Nè. Thì cây số 16 là một cây cần Cortex. Thì cây này dài 3m, độ cứng H. Thì độ cứng H này thì chỉnh cho anh em câu lóc gừng này. Đó.
Fan ok, ngoại hình còn rất là mới nha mình em. Bát là bát Pussy mà do Grab. Fan là fan K. Fan bự nha mọi người. Fan Pussy. Lỗi xít nha, fan Pussy lỗi xít. Đây mọi người. Bù Pussy chống sắn nè, bù xít luôn nha. Thì ngoại hình cây này nó có xước sắc đi ti, đổi lại cái thì nó dạng cần cứng à. Chiên cho anh em câu lóc lóc bông câu minh chằm chim rất là đẹp. Ngoại hình nó có xước sáng nha anh em, ngoại hình xước sáng à. Ngoại hình nó có xước sắc đi ti thế này nè đó. Cái này nó bị kẹt tèn một tí nè, để nét coi à. Phen ok cho nhanh em, đảm bảo thì ngoại hình chỉ xuất sắc đi ti hoài điểm nhỏ thôi, tất cả còn lại ok hết. Cứng là cứng hắc, cứng chiên cho anh em câu lóc gừng đó, săn hàng. Thì cái này nặng là 290g, đọt là 2 ly, đọt là 2 ly 9, dài 3m. Thì cái này tải mồi từ 40 đến 80g, tải dây từ 14 đến 30 lb. Be thì be 1.5 đến 3.5 nha anh em. Đó, giá công khai cây số 16, giá là 3,2 triệu nha. Thì cây số 17 cũng vậy luôn. Cây số 17 thì nó cùng thông số với cây số 16. Thì cây này còn túi. Fan cũng là fan chân ca. Đó, ngoại hình thì rất độ ok luôn. Đó, có xuất sắc đi ti thôi. Đó, đây nè. Bát cũng là bát Pussy, dài 3m, cứng hắc, tải mồi từ 40 đến 80g. À, đánh dài bè từ bè số 1.5, bè số 3.5. Đây anh em, xước sắc đi ti nha. Do quá trình vận chuyển anh em, nhiều cần á, nó cạ vào nhau. Đó. Đó, bu vẫn là bu chống sóng anh em. Cái loại này em chưa vệ sinh luôn nè. Đó, giờ anh em chịu khó vệ sinh giúp em. Đó. Thì keo còn rất là ok anh em. Đó. Đây, xước sát thế này thôi, đó, không ảnh hưởng gì hết. Rồi, giá cây số 17 giống là 3,2 triệu nha anh em, 3,2 triệu cây số 17. Loại này về săn lóc gừng, lóc bông là thoải mái nha, đánh giá thiệt, rất là cứng luôn. Đó. Cây số 17 giá 3,2 triệu. Tiếp theo cây số 18, thì cây số 18 cũng là một cây Majorap Cortis. Thì cây Cortis này thì nó sẽ dài là 3m18 nha anh em, dài 3m18. Đó. Độ cứng MH thì nó tải be từ be số 1 đến be 3. Be số 3. Tải mồi từ 20 đến 60g nha anh em. Đó, dài 3m18, gần 3m2 nha mọi người. Anh em, nó vẫn có xước sát nè. Đó. Fan nó là fan Pussy chân ca. Đó. Fan thì ok hết rồi, không lỡ làm gì hết. Cái tên thứ này đây. Đó. Đó. Đây, chỗ này nó cũng là tên nhẹ này, nhưng đảm bảo cái này là bao chắc nha. Bù vẫn là bù chống sắn, ngoại hình có xuất sắc nè. Độ dài chỉnh cho nên đánh lóc nha, đó, đánh lóc thiệt. Đánh giá thiệt, lóc gừng, săn lóc bông. Thì cái này nặng là 286g, dài là 3m18, đọt là 3 ly 3. Thì cái này tải mồi từ 20 đến 60g, tải dây be từ be 1 đến be số 3 nha anh em. Rồi, giá cây số 18, giá vẫn là 3,2 triệu nha anh em, 3,2 triệu cây số 18. Thì anh em cần báo em, chụp cận cảnh cho anh em xem nha. Cái này vệ sinh nhẹ là cái là xong, ra. Tiếp theo cây số 19, thì cây số 19 vẫn là một cây cần Majorap Cortis. Thì cây này săn hàng. Đó. Cây này độ cứng hắc, dài là 3m18. Phen ở đây. Phen chân ca, phôi phôi carbon, cán cán 3 khúc đời cao, Pussy. Dạng này audio minh, cạo cá, chạm chim. Đó, rất là ok luôn. Ở đây nè, fan chân ca. Dạng fan xít nè, xít cực kỳ dày luôn.
nè, bao dày nha, bu bu chống sắn đây, bu này còn rất là ok luôn nè. Loại này khỏi chê đâu được. Thì cây này dài 3m18, độ cứng H, nhưng mà có một phen này đây đó. Chỗ này đó. Chỗ này thì chỉ cho này bị gạn cái này, nhưng mà còn rất là chắc nha anh em đó. Không lúc lắc được luôn, anh nắm quê hết sức luôn mà cũng không lúc lắc đó. Thì dòng mai gáp co kíp cốt xây nè, thì nó sẽ keo của nó sẽ đi hai lớp nha anh em. Thì anh em có thấy keo nó rất là dày nha mọi người đó. Bao chắc nha mọi người đó. Cần sao thì báo anh em vậy. Thì cái này nặng là 326 gram, dài là 3m18, đọt là 3.3 ly. Thì cái này độ cứng hấp tải mồi từ 40 đến 80 gram, tải dây từ 14 đến 30 lb đó. Thì dây này đánh dây bia từ BE1.5 BE3.5 nha anh em. Rồi giá công khai cây số 19 giá là 3.2 triệu luôn nha, 3.2 triệu cây số 19. Tiếp theo cây số 20, thì cây 20 là một cây chip bột cốt. Thì cây mang cho rắp chip bột cốt này còn túi nha mọi người. Loại này loại phen bóm đó, rất là đẹp nha nè. Thì cái này dài là 2m88 nha nè, dài 2m88 nè, chip bột cốt ở sự sát li ti đây, không ảnh hưởng gì. Phen đề 3 của nó là phen bấm ngược nha mọi người, phen đề 3 bấm ngược, bù bù chống sắn, đó, bù chống sắn, bù xít nha. Càng rất là ok luôn, còn túi. Đây, cây này dài 2m88, nó lùa mát là 60g anh em, độ cứng MH. Thì săn hàng được rồi đó. Thì đánh bia từ BE1 đến BE2.5, tải dây từ BE10 từ 12 đến 25g, 25 lb đó. 25 lb tầm khoảng 12 kg. Cô tư tiếp tục công cho anh em xem luôn. Thì cái này nặng là 230g, đọt là 2.3 ly, dài 2m88, tổng số tải mồi. Rồi giá cây số 20 giá là 3 triệu nha, 20 giá 3 triệu, cây xích bột cốt đánh lóc vô tư đó. Tiếp theo cây số 20, tiếp theo cây số 21 đó. Cây 21 là cho người một cây săn hàng đây đó. Một cây xích bột cốt, thì cây này dài 3m3, cứng là độ cứng là độ cứng H đó, 3m3 độ cứng H, 2 khúc, rất là hiếm luôn nha anh em. Lần trước em cũng có bán một cây về Long An đó. Thì phen là phen xích bóm nha mọi người, phen xích bóm đây nè, xích bóm ngoại hình đẹp nhá, ngoại hình đẹp, bát tờ bát Fuji Major Gap đó, soi kỹ cho anh em xem đó, phôi đây nè, phôi dạng phôi quẩy cá, phen là phen bóm ngược, phen đờ 3 đó. Bộ bộ chống sắn nha nè, bộ chống sắn. Đẹp nha mọi người. Thì anh em cần báo em, chụp cận cảnh nó cho anh em xem nha. Đó. Rất là ok luôn. Dài 3m3, độ cứng H là đánh lóc là khỏi chơi kìa. Chuẩn đánh lóc coi. Thế nè, 3m3, độ cứng H, tải má tầm 80g. Tải dây từ 14 đến 30 lb. Tải mồi thì tải be từ 1.5 đến be số 3 nha. Đó. Có rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng là 260g thôi, đọt dài 3m3, đọt 2.5 ly. Giá công khai của cây số 21 giá là 3.5 triệu nha anh em, 3.5 triệu cây số 21. Tiếp theo cây cuối cùng, cây cuối cùng là cây số 22. Thì cây số 22 em lên cho mọi người một cây tay qua xích cutter, một cây săn hàng, một cây xích cutter có đài qua. Thì cái này dài là 3m20 anh em, dài 3m20, thu gọn 1m65 đó, 2 khúc, nặng là 305g. Thì cái này đọt của nó là 2.5, góc là 15. Thì cái này nó tải lua từ 40 đến 80g. Thì xích của nó từ 40
120g nha anh em. Đó, thì cái này đánh be từ be 1.5 đến be số 4. Thành phần carbon là 96%, rất là cao luôn. Đó. Còn túi còn hộp sách hướng dẫn đầy đủ nha. Túi của nó đây. Túi zin luôn nha mọi người. Thì cây này khách chuyển khoản xong rồi khách kẹt. Khách gỡ thanh lý lại. Phen là phen ca nha anh em, phen ca, phen ship. Đây qua cản ba khúc đề cao. Bát là bát thu si đề cao. Rất là đẹp luôn. Thì cái này của China sản xuất nha anh em. Đó, thông số thì em cũng đã đọc rồi. Rồi, hình rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, bao đẹp nhé. Bù trong sáng. Loại này thì anh em đánh u minh thì đánh giá thiệt thì khỏi cần phải nói nha, rất là ok luôn. Rất là đẹp nha anh em. Đây, phen ok nha. Rồi, giá công khai cây số 21 rồi. Giá công khai 22, giá là vẫn là 3.5 nha anh em, 22 3.5. Rồi, đó tổng cộng 22 cần em lên cho hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt lên lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.